Hương Tràm diện váy siêu ngắn khiến fan đứng ngồi không yên. Nữ ca sĩ Hương Tràm khiến khán giả Hà Nội đứng ngồi không yên khi diện váy ngắn khoe phủ đầu bốc lửa tại Hà Nội. Với phong cách sexy quyến rũ, Hương Tràm tiếp tục là tâm điểm săn đón trong sự kiện mới tại Hà Nội. Nữ ca sĩ trung thành với phong cách sexy và đốt mắt với nhiều màn vũ đạo nóng bỏng khiến khán giả đứng ngồi không yên. Trước đó, Hương Tràm diện áo khoác dài phong cách khi xuất hiện tại đây. Ở cô luôn tỏa ra một nguồn năng lượng đặc biệt, dù lịch làm việc vẫn luôn dày đặc. Đây cũng chính là sức hút của giọng ca quê gốc miền Trung với công chúng. Hương Tràm xuất hiện trong thiết kế tông màu đỏ nóng bỏng, tôn lên vóc dáng nóng bỏng của mình. Đây cũng chính là những hình ảnh xây dựng trong thời gian qua. Với cô, đây là những bước tiến đánh dấu sự trưởng thành từ hình ảnh cho đến phong cách và cả trong âm nhạc. Hương Tràm được biết đến là một trong những ca sĩ thu hút từ giọng hát nội lực đến những màn vũ đạo chuyên nghiệp và nóng bỏng. Bên cạnh tham gia biểu diễn nhiều chương trình sự kiện, Hương Tràm cũng hoạt động tích cực với những dự án âm nhạc mới và trở thành những bản hit nối tiếp nhau. Sau Ngốc là Ngốc 2, Hãy để em quên và mới nhất là Ngày cưới. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!